Về buổi sáng nay cũng có mặt với chúng con để chúng con sẽ có dịp đi lấy tha hồ vui chơi đó trong ngày hôm nay. Xin Chúa ngày gìn giữ chúng con từng người một, nhất là những anh em chúng con lái xe. Xin Chúa ngày cho chúng con có sự tỉnh táo, cũng như ngày sai thiên sứ ngày bảo vệ tay lái, gìn giữ tay lái chúng con, để khi chúng con đi về được mọi sự bình an. Chúa cũng dự bị cho chúng con tất cả mọi thứ tại đó để chúng con sẽ vui chơi với nhau trong sự bình an của Ngài. Chúa ban ơn cho Minh trong sự hướng dẫn đoàn, Chúa ban ơn cho chính mình con cũng như một sự cho phước. Chúng con sẽ kiểm tra cũng như bảo vệ cho nhau. Xin Chúa ngày ban cho các em thanh niên chơi trong sự vui vẻ và an toàn, để chúng con sẽ có một ngày thật là phước hạnh. Chúng con tạ ơn Chúa. Một lần nữa con giao tất cả mọi tiết mục, mọi hành trình chuyến đi này ở trong sự dẫn dắt, sự hướng dẫn của Chúa, sự bảo vệ của Ngài. Xin Chúa ở với chúng con tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bless you.